Rồi, xin mến chào cả nhà mình ha. Thì hôm nay em quay một cái cây mai. Thì hôm trước cái cây này đã 2 tháng mấy rồi ha. Chung là khi Tết trưng á thì tưới nước cũng không có đủ. Mà cây này cao hơn 4 mét nha. Nó tình trạng nó cao quá rồi nó mất nước một thời gian. Nên cái cây mình nó không có đi được trong 2 tháng mấy này. Nhưng mà khi mà cắt ra cái lõi nó vẫn tươi đây. Tươi mọng nước ha. Là cái cây mình nó vẫn phát triển, nhưng mà có điều cái là cái cây nó cao quá, nó không có cung cấp cái lượng nước đủ để cho nuôi cái thân, nên nó sẽ lâu ha, lâu phát triển. Thì sợ nhiều khi lâu quá đó thì cái cây mình nó sẽ suy yếu luôn, nó hư cái bộ rễ. Thì hiện tại bây giờ em sẽ cắt xuống, rồi cắt xuống tầm khoảng còn chừng 2m3 ha, thì cắt cũng gần phân nửa đó, thì để cho cứu cái cây này. Thì hôm nay em chia sẻ cho cô chú anh chị mình, nếu mà gặp tình trạng này ha thì em cũng quay chia sẻ để cứu nó được phần trăm nó cao hơn. Còn nếu mình để cao như vậy ha thì cái cây của mình nó sẽ dễ bị chết luôn. Nên hiện tại bây giờ mình làm như vậy thì khả năng thì nó sống sẽ cao hơn so với như mình để nguyên cái tàn cao ha. Thì hôm nay em cũng cắt lại đây, cắt thấp xuống đó, các anh chị mình thấy cắt ngang ngọn đó, thì xuống đây cũng gùng lại những cái cốt cành mình thâu lại để cho nó thấp lại cái nó nuôi ha, bộ rễ nó hút được cái lượng nước lên để cho cái cây mình nó nếu mà chịu phát triển thì nó phát triển lại rất mau. Khi mình tưới cái lượng dưỡng nó hút lên nó cũng nhanh hơn ha, so với cái tầm cao thì cái cây của mình nó không hút được cái lượng dưỡng lên. Thì lâu ngày mình sợ cái bộ rễ dưới đây nè, nếu mà nó không có đi tược đó thì cái bộ rễ mình nó sẽ dễ bị úng ha, nó hư. Nên không có để cao được, nếu để cao thì khi sẽ chết cây mình ha. Nên rút lại thì có thể mình nuôi lâu dài hơn thì cái cây mình nó cũng có được cái tầm cao. Còn nếu mình để cao như vậy cái cây mình nó sẽ chết luôn ha. Thì hôm nay em cũng quay chia sẻ, nếu mà mình tiếc ha, mình tiếc cái tầm cao mà để nuôi luôn thì cái cây mình nó sẽ chết. Nên hôm nay em cũng quay để chia sẻ cho cô chú anh chị mình để cứu được hay không thì cũng tùy vào khả năng mình ha. Nói chung là cũng tùy vào cái cây. Thì để cho nó tốt hơn thì em thấy cái khả năng mà gùng lùng như vậy thì cái cây mình nó sẽ chịu phát triển, thì nó sẽ mau bắt rễ hơn, và cái tược nó sẽ mau đâm hơn ha, mau đâm tược hơn, đâm chồi hơn. Thì chắc như vậy thì hôm nay cũng chia sẻ ha, cũng như là để thử nghiệm coi. Nói chung là hôm những cái cây đợt trước á, cũng có một số cây cao thì em gùng lại thì khả năng nó sống phần trăm nó cũng cao hơn so với cái tầm cao ha. Nên hôm nay em sẽ quay lại coi mình xử lý cái tình trạng này ha, coi khả năng nó được bao nhiêu phần trăm nó khỏe mạnh đó. Thì nếu mình cắt như vậy hết ha, mình cũng phải bôi keo đó, giúp cho cái nhựa nó hút lên trên đây ha, gom lại để nó cái tược nó đâm ra nó khỏe hơn. Em sẽ gùng cái tàn lại hết rồi ha, nó thâu vô. Thì khi mình rút rồi mình cũng che đậy lại ha. Tưới thì hiện tại bây giờ em cũng kích thích ha, mình tưới Atonit đó, tưới Atonit cộng với dưỡng. Đó, rồi có thể mình ở trên đây mình pha Atonit loãng để mình xịt thêm nha. Đó, thì thêm kích thích thêm. Các bạn chịu theo, nó rất còn mọng nước đây, cái vỏ nó rất là xanh đây, xanh tươi ha, bình thường. Nhưng mà tại cao quá đó, nó khả năng nó hút cái lượng nước lên không được thì cái tược của mình, cái chồi của mình nó không đâm ra được ha. Nên cố gắng, nếu mình tiếc thì sẽ không cứu được cây. Thì hôm nay em quay cái clip này ha, để lưu lại để coi mình cách mình cứu cái cây này khả năng nó sống được bao nhiêu phần trăm ha, nó khỏe mạnh được hay không. Thì gồm như vậy, nếu mà nó chịu thì tầm khoảng chừng 10 ngày thôi, 10 ngày nửa tháng thì cái cây mình nó sẽ đâm tược thôi. Tại vì tầm thấp rồi mình rút sâu vô, cái khung tàn sâu vô đó thì cái lượng nước, cái lượng dưỡng mình tưới vô thì nó hút lên rất là mau ha, nó hút cái vừa tầm đó. Thì để chia sẻ ha, rồi em quay cái clip ngắn thôi để chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Rồi để khi nào khoảng 10 ngày nửa tháng nữa thì em sẽ quay lại cho cô bác anh chị mình xem ha. Thì cũng như hiện tại bây giờ thì mình vẫn tưới Atonit kích thích cho nó ha, để mình xịt
xịt tinh thần đó, xịt tinh thần, rồi ở dưới mình những Atonis cộng dưỡng bình thường ha. Rồi thì cũng quay cái clip ngắn thôi để coi khoảng tầm 10 ngày nửa tháng nữa thì em sẽ quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị coi khả năng nó có phát triển hay không ha. Dạ rồi, em xin mến chào ha.